Thanh Sơn Khả Ngân là một trong những cặp đôi được khán giả xem đài yêu mến, đầy thuyền nhiệt tình sau nhiều lần hợp tác ăn ý trên sóng Giờ Vàng. Mới đây, Thanh Sơn Khả Ngân đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc đẹp nhân dịp hội ngộ sau một năm kể từ gia đình mình vui bất thình lình. Hành động ngọt ngào cả hai dành cho đối phương khiến dân tình lụi tim. Được biết, Thanh Sơn Khả Ngân đều là khách mời trong một chương trình lớn, quy tụ sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Trong loạt ảnh được chính chủ chia sẻ, cả hai ngồi cạnh nhau, có những tương tác tự nhiên, ăn ý. Thanh Sơn còn cầm máy chụp ảnh cho đồng nghiệp, trong khi Khả Ngân thoải mái thả dáng trước ống kính. Không những thế, cả hai còn chia sẻ loạt ảnh selfie thân thiết cùng nhau lên mạng xã hội. Ở góc máy cận, Thanh Sơn để lộ bộ râu rậm rạp, trông đậm chất lãng tử, rất khác biệt so với hình tượng của nam diễn viên trong quá khứ. Còn Khả Ngân gây ấn tượng bởi làn da không tì vết, nhan sắc xinh đẹp chuẩn hot girl đời đầu vạn người mê. Màn tái hợp của Thanh Sơn Khả Ngân khiến dân tình thích thú. Cả hai được khen đẹp đôi, bùng nổ phản ứng hóa học. Dân tình kỳ vọng sẽ được tiếp tục chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp của cặp đôi trong chuyến công tác lần này. Bên cạnh đó, khán giả yêu phim cũng ngóng chờ ngày Thanh Sơn Khả Ngân trở lại màn ảnh. Trước đó, cả hai từng hai lần nên duyên trên sóng Giờ Vàng, lần nào cũng gây bão vì sự ăn ý, đẹp đôi. Năm 2021, cặp đôi từ oan gia thành người yêu trong phim 11 tháng 5 ngày. Vai diễn trong phim giúp Thanh Sơn Khả Ngân đồng loạt nhận cúp nam trên nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải cánh diều danh giá. Năm 2023, cả hai làm vợ chồng trong phim 11 tháng 5 ngày, kết hợp với dàn cast kỳ cựu Lan Phương, Doãn Quốc Đam, Quang Sự. Bộ phim cũng giúp Khả Ngân ghi tên vào danh sách đề cử của VTV Award cùng năm. Sau nhiều lần hợp tác, Thanh Sơn Khả Ngân liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Trước những đồn đoán của khán giả, cả hai cho biết chỉ xem đối phương là đồng nghiệp. Cặp đôi không ngại xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai, càng khiến dân tình thêm bán tín bán nghi. Hiện, Thanh Sơn chưa tái xuất màn ảnh, sau Mình Yêu Nhau, Bình Yên Thôi Cùng Việt Hoa.
nam diễn viên đang hoạt động ở nhà hát tuổi trẻ, tái hợp Lương Thu Trang cùng nhiều đồng nghiệp đình đám. Còn Khả Ngân đang tích cực tập luyện thể thao, chưa ra mắt phim mới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn. Đây chính là cận chất nước mắm nguyên chất của nhà mình, được làm từ những nguyên liệu là cá tươi và muối sạch, ngâm dầm trong các chum từ 2 đến 4 năm. Công thức muối mắm cũng đơn giản, chỉ gồm cá và muối trộn đều rồi ủ thôi. Nhưng bí quyết để làm ra những giọt nước mắm tinh khiết, đậm đà, hậu vị sâu và bổ dưỡng chính là nguyên liệu phải thật sự là tươi ngon. Cá để muối phải là cá tươi, chưa từng được ủ trong đá. Muối để muối cá phải là muối để ở trong kho tầm 1 năm cho nó chảy hết cái nước chát, thì nước mắm sau này sẽ không bị mặn gắt quá và rất là thơm. Nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa thuộc top 5 làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống nổi tiếng tại Việt Nam. Với phương pháp muối gia truyền, nước mắm nhà mình cung cấp đạm, axit amin, canxi, muối.